Dangerous Asbestos, mở lớn lên chút xíu, một màn hình thôi. Rồi dịch qua đây, rồi qua đây. Asbestos mình tiếng Việt mình dịch là amiăng, chất amiăng. Nhìn đây nè, nhìn đây cũng được nè, thấy không? Trời, phải để nhàn ngồi hả? Không, chị nhàn vậy á. Chị nhàn nhắn ngon. Đấy chưa? Đâu chưa? Rồi, phút. Chất amiăng. Amiăng. Lớn lên chút xíu cho mấy bạn nghe nữa nha. Rồi. Bạn đã từng nghe về amiăng chưa? Rồi. Trong hàng ngàn năm. Consider là được xem như, xem xét. Một trong những. Ừ. Cái sao dịch trước? Resources này, resource này. Human resource, natural resource. Nguồn hay tài nguyên, nguồn là source nè, resource là tài nguyên. Valuable này. Valuable đi từ chữ value nè. À, đáng giá đúng không? Một trong những tài nguyên sao? Đáng giá nhất của thế giới rồi. Exceptionally giờ không biết, strong biết không? À, nó thì mạnh. Exception là gì? Exception. Expect mới là mong chờ. Ờ, except á, đây nè, mình nói ví dụ như tất cả các bạn đều đi học á, thì trừ bạn nhàn ra chưa tới, except for ha, ngoại trừ. Còn nếu mà khi mà nó đi với tính từ, ví dụ như danh từ trước đây, exception là một sự ngoại lệ, nhưng khi nó đi thành tính từ ha, thì thông thường nó sẽ dịch là mang tính ngoại lệ hoặc là xuất sắc. Một cái bạn nào mà ngoại exceptional trong lớp, tức là bạn đó là excellent, bạn đó là xuất sắc nhất lớp, gọi là xuất sắc ha, chữ này có thể dịch là xuất sắc. Exceptional. Rồi như vậy thì nó sao, nó mạnh rồi, nó là sao nữa? À, nó mạnh một cách rất là xuất sắc và nó durable. Dura ha, thấy cái chữ dura thì nó sẽ mang nghĩa là gì Thịnh? Durable. Bền bỉ, đúng rồi. Đúng rồi. Durable. Durable đây có nghĩa là bền bỉ. Như vậy danh từ của nó là gì? Việt đúng không? Việt. Durable. À, danh từ của nó là gì? Nhớ không? Able. Những cái từ tận cùng bằng able thì thường danh từ nó là gì? Đúng rồi. Durability. Tính bền bỉ. À, các bạn có biết pin Duracell không? Cái pin con thỏ á, pin hình con thỏ, nó là cái nhãn, cái hiệu của nó là Duracell, là nó lấy từ chữ Dura. Dura đúng không? Tại vì cái biểu tượng của nó là con thỏ. Có mà nổi tiếng mà. Cell, rồi. Rồi, versatile này. Linh hoạt. Linh hoạt, đúng rồi. Rồi, nên nhờ những cái tính chất này nó được sao? Nó được sử dụng ở trong. Countlessly, count là gì? Động từ. Đếm, countless. Vô số. Không đếm được, tức là vô số. Vô số những sản phẩm. Như vậy sau chữ countless là phải có S. Rồi, cả cho xây dựng và cho cá nhân. À, cái việc sử dụng cá nhân, ví dụ như là quần áo. Ok. Rồi. Hàng này học online luôn rồi. Lâu lâu hiện từng bữa. Rồi. Rồi cái thực tế là sao? The fact that là thực tế là dịch cái danh từ trước rồi mới dịch tính từ sau. Nó là một cái gì đó chết chóc. Và em nhìn ở đây có chữ or. Case of cancer. Như vậy là cái chất gây ung thư là cái gọi là carcinogen này, đúng không? Rồi, nó là một cái chất gây ung thư chết người. Rồi, và nó chỉ mới được xuất hiện vào khoảng năm, những thập niên 1970, là 10 năm đúng không? Rồi, khi mà improvement in là danh từ của chữ improve. Improve là gì? Cải thiện hay cải tiến, tốt hơn, đúng không? Làm cho nó tốt hơn. Khi mà những cái cải tiến ở trong gì? Đúng rồi, công nghệ gì? Những kỹ thuật về Medical medicine. Y học, đúng không? À, chào Xuân. Những cái tiến bộ về những cái công nghệ trong y học
nó enable là gì? Cho phép những nhà nghiên cứu về y khoa họ sao? Họ tạo ra được một cái gì? Họ establish ở đây là tạo ra hoặc là thành lập. Nhưng mà ở đây nếu mà các bạn nhìn nó đang nhà nghiên cứu thì nó làm cái gì đây, thì động từ đi ha. Để mà những cái người nghiên cứu nó làm, người ta làm gì đó, rằng là những cái sợi fiber là gì? Chất xơ, chất sợi, những cái sợi mà amian mà được hít vào thì nó là nguyên nhân gây ra nhiều căn bệnh như vậy. Những nhà nghiên cứu họ có thể kết luận được rằng, đúng không? Establish. Và có thể kết luận được rằng những cái sợi nhỏ này nó sẽ gây ra bệnh khi mình hít vào, đúng không? Inhale là hít vào ha. Rồi, coi kỹ nha, mốt trả bài lại những từ này đó. Rồi, by this time, tại thời điểm này, hàng triệu người trên thế giới làm sao? Exposed to, đi với động từ, đi với giới từ là to. Họ đã bị phơi nhiễm, phơi bày, phơi nhiễm. Bị phơi nhiễm là em biết chưa? Hiểu phơi nhiễm không? Phơi nhiễm tức là sao? Bây giờ Covid mà không đeo khẩu trang, mình bị exposed to cái rủi ro, mình sẽ bị phơi nhiễm, bị nhiễm đó, đưa cái mặt mình ra gọi là phơi ra đó, đúng không? Như vậy là nhiều người trên thế giới bị phơi nhiễm hàng ngàn những cái sản phẩm làm từ amiang và process, quá trình, những quá trình involve là liên quan đến amiang. Rồi, ok nha, Phúc nhớ những cái chữ này nha. Rồi, Đặng Bi nói về, mời bạn Như. Đặng Bi, Như có thể dịch Đặng Bi được không? Amiang là một sản phẩm xuất hiện tự nhiên trong một vài cái vòng dưới nhiều dạng, nhiều dạng khác nhau trong nhiều thành phố thế giới. Rồi, mấy cái chất này thì mình cứ để tên thôi ha, không có cần dịch. Những cái chất mà phổ biến nhất đại diện cho cái amiang này là chrysotin này. Rồi, ba cái chất này. Rồi, em dịch cái phía dưới thôi. Với amiang xâm nhiễm là nguy hiểm nhất. Amiang, cái sợi amiang, sợi amiang rất là nhỏ để ta có thể nhìn thấy bằng mắt thật. Đúng rồi. Thêm vào đó thì chúng ta lúc cho chúng ta chúng rồi nó đó, những cái chất này nè, sợi này nè, những cái sợi nó rất là sáng và ứng nhẹ nhẹ và có thể do đó nó có thể dạ, và do đó nó có thể remain ở trong khí, remain trong ở trong không khí ở một thời gian dài. Một khi mà nó, chữ này mình phải dịch là quen. Dạ. Khi mà nó được, nó bị được đưa ra ngoài, release, đúng không? Được thải ra ngoài. Được ra ngoài. Bởi vì fibers là tính từ của fiber hồi nãy ở trên nè. Nó là chất xơ, nó có dạng xơ. Dạ. Những cái chất xơ nó có thể tiếp tục bị gãy ra làm thành những sợi nhỏ và nhỏ hơn. Và nó dễ tiếp xúc và nó dễ để mình hít vào, dễ bị mình hít vào sau khi nó tích tụ lại trong hô hấp và hệ hóa. Get into, đi vào trong, hệ thống và lây lan ra cả cơ thể. Ở đây mình thấy cái chữ bloodstream, mình không biết mà mình chia đôi chữ này ra. Blood là máu đúng không? Stream là dòng suối, dòng nước. Như vậy hai chữ này ghép lại sẽ trở thành dòng máu. Nó sẽ đi vào trong máu của mình và nó sẽ lan ra khắp cơ thể. Đúng rồi, như dịch tốt. Ở trong này có cái chữ after which ha, nó sẽ giúp cho mình, đặc biệt là cái dạng quy trình. After which có nghĩa là sau khi đó, tức là which ở đây sẽ đại diện cho sau khi mình hít vào thì nó sẽ tiếp tục nó làm gì nữa ha, tích tụ. Rồi,
nhanh hả? Rồi, đoạn C. À, đoạn C này Việt gì đó. Việt, đoạn C. Rất là chắc, à, rồi rất là mạnh. Combine with nó kết hợp, đúng rồi, nó kết hợp với những cái tính chất là nó chống nhiệt, rồi nó sẽ làm cho insulation là nó như vậy, nó chống nhiệt thì nó sẽ giúp cho cái gì, giúp cho ngành cơ, giúp tạo thành một cái chất gì, nó là cái chất gì, chất cắt nhiệt, có khả năng chống nhiệt, đúng không? Ừ, nghe. Insulation là cắt điện hoặc cắt nhiệt. Rồi, ở trong ngành công nghiệp, đúng rồi, công nghiệp xây dựng. Những cái vật liệu mà để lợp ngói, roof, ceiling tile là gì? Ceiling là cái bộ phận nào trên trong nhà mình? Cái trần nhà, cái trần. Trái nghĩa trong Excel các bạn có hàm ceiling á, không nhớ không? Rồi làm tròn á, đúng không? Rồi như vậy là nó sẽ sử dụng làm gì? Tile là gì? Ngói hả? Ok, gạch hay là ngói, là chữ tile là những cái viên mà mà vuông vuông á, gọi là tile. Nếu mà cái sàn là gì, cái gạch lót sàn là em sử dụng chữ gì? Floor gì? Floor tile, chính xác. Tile là một cái viên gạch ha, một cái viên gạch. Nếu mà mình chuyển thành ceiling tile thì thật ra nó không phải là viên ngói đâu, mà em nhìn trên này nè, thấy không, thấy cái ceiling tile thạch trần thạch cao á, đó, những cái miếng vuông vuông á. Rồi thật ra là em đang làm cho thạch cao, đúng rồi đó, chính xác hả? Đây đây đây, nằm ở ceiling tile nè. Rồi cladding là cái sơn phủ hả, nó làm ở trong cái sơn phủ lên cái boiler, là wrap là co lại, bóp lại, đúng không? Wrap, wrap up, trói lại, wrap lại, hoặc là gói quà cũng nó luôn. Rồi như vậy là boiler là cái gì, boiler là gì? Sôi. Như vậy boiler là ấm đun nước, đúng không? Như vậy nó sẽ dùng để sơn cái ấm đun nước. Rồi cũng như là gì, một cái chất chống cháy ở đâu? Ở cả home and commercial buildings, đúng rồi, nhà cá nhân và nhà thương mại. Và tiếp tục nó sẽ là trong cần số ha. Rồi, cái bộ chuyển số đó. Đóng tàu. Xây dựng những cái toa đường sắt, đúng rồi, carriage là toa tàu. Rồi. Vì vậy, đúng rồi, thus là sẽ là vì vậy. Chắc chắn là suffer sẽ bị gì, bị phơi nhiễm, đúng không? Suffer là bị ảnh hưởng, bị một cái gì đó, bệnh, là sau đó sẽ là chữ suffer. Nó sẽ bị một cái rủi ro là bị về phơi nhiễm cái chất amian này, bởi vì em giảm xuống đi, lấy giùm thầy cái tiếp nè. As did those, ở đây không sử dụng là bởi vì nữa nè, thử nha. Ở đây nó, các bạn thấy cấu trúc nó kỳ không? As có thể dịch là bởi vì, có thể dịch là khi, nhưng ở đây tự nhiên nó có đưa did lên đầu và đưa chủ ngữ ra phía sau, nó đảo ngữ, các bạn thấy không? Như vậy nó là cấu trúc gì mà đảo ngữ được mà có bằng as? Tại vì nếu mà mình sử dụng khi mà chúng ta làm gì thì mình có nói as we do something là được, là không có đảo gì hết.
Còn nếu mà nó đã đảo như vậy thì nó sẽ trở thành cấu trúc so sánh bằng. Các bạn nhớ cấu trúc SS không? Thì khi đó nó sẽ có thể đảo ngữ S, did, those. Như vậy those ở đây sẽ đại diện cho những cái workers làm ở trong cái ngành này. Như vậy nó có thể dịch là những công nhân mà được mà người ta làm ở trong những ngành công nghiệp này thì thường chắc chắn là họ sẽ bị phơi nhiễm những cái chất amian này, cũng như là những người mà, đúng không, mà làm gì, làm những cái sản phẩm, nhiều sản phẩm mà chứa cái chất amian, ví dụ như là ống nước hoặc là những cái gì đó trần thạch cao, đúng không? Rồi tuy nhiên không được, không còn, không còn được sử dụng trong những ngành công nghiệp này nữa. Bất cứ ai mà liên quan đến demolition, em không biết đúng không? Nào, liệt nhìn nè, maintenance biết không? Là gì? Duy trì, bảo trì, bảo dưỡng. Bất cứ ai liên quan đến, như vậy ở đây mình không biết chữ này mình dịch như thế nào, nhìn nha. O, nhưng mà O chưa chắc nghĩa là bằng nhau, O chỉ là tương đương thôi. Nó là, nè, ở đây liên quan đến công việc bảo trì cho cái gì? Cho những cái xe, những cái tàu, những cái tòa nhà. Như vậy bảo trì ở đây khó dịch đúng không? Ở đây thì nó có nghĩa là phá hủy, tháo dỡ ha. Nó hơi khác đúng không? O thường là nó tương đương. Rồi, những công việc liên quan đến tháo dỡ và bảo dưỡng những cái tòa nhà cũ, những cái xe, những cái tàu và những cái rolling stock. Là gì? Rolling là xoay, quay. Những cái bánh xe lửa, đúng không? Thì sao? Phải nên precaution liền. Caution các bạn biết có dấu chấm than rồi đó. À, cần phải có thận trọng, đúng không? Pre là caution là khi đó là nguy hiểm rồi, còn pre là trước đó, tức là bạn phải có thận trọng từ trước. Phải cẩn thận đó. Như vậy, các bạn thấy cái cấu trúc người ta sử dụng should be careful thì nó sử dụng là should take precaution, nó hay hơn, nó cao cấp hơn đúng không? Đó. Sử dụng trong writing là hợp lý đúng không? Bởi vì họ có thể bị rủi ro về contamination. Khi họ tiếp xúc thì họ bị rủi ro về cái gì? Chữ này là gì? Thật. Contamination. Nhiễm độc. Họ sẽ bị rủi ro về nhiễm độc bởi những cái chất này, chất cũ mà nó được gọi là occupational hazard. Là gì? Chất độc thuộc về occupation là gì? Occupation, đúng rồi, chính xác, nghề nghiệp. Occupation là nghề nghiệp, cái này là tính từ của nó, bệnh về nghề nghiệp đó ha, nó gọi là bệnh về nghề nghiệp, chất độc về nghề nghiệp. Rồi đi. Duy, nó khó vậy mà cái tác nhân chính này là cái việc mà mình hít phải chất amian. Ba căn bệnh. Ba căn bệnh chính liên quan tới việc mà hít amian này. Thì một trong những cái này là gọi là nó không phải là ung thư mà nó được dựng lên từ một cái mô sẹo ở trong cái phổi. Biểu ấp. Và cái này giảm xuống cái khả năng hít thở. Và một cái triệu chứng khác thì là cho thấy cái mesothelioma. Mesothelioma. Nó là một cái dạng ung thư là ở ngoài mô của cái phổi. Ở cuối cùng thì những cái lần cuối cùng người ta sẽ gây ra những cái ung thư phổi. Đúng rồi. Và những cơ hội để họ xây dựng thì nó sẽ cao hơn, với lại những cái việc này nó sẽ đến nhanh hơn với lại những người mà uống nhiều mà tiếp xúc với lại chất amian này. Hầu hết mọi người thì suffer from là bị ảnh hưởng bởi những cái asbesto này, những độc tố này thì bởi là ảnh hưởng khi mà cái thời gian mà họ ăn nguy hiểm mà họ không chú ý đó. Cái thời gian mà nó để bọt khác ra thì bị tạo ra từ lúc mình bị phơi nhiễm cho đến lúc chẩn đoán, mà chẩn đoán thì được tầm 15 tới 55 năm cho cái căn bệnh mesothelioma và cái căn bệnh ung thư phổi, và khoảng từ 25 đến 40 năm cho cái bệnh amian này. Cho những cái người mà họ sợ khi mà trước khi cái việc mà mình xử lý cái bệnh amian này thì handle là cầm hay nắm á? Dạ, mình xử lý xử lý cũng được.
cái việc phơi bài phơi nhiễm, cái việc phơi nhiễm của cái lacto thì chưa thể được kiểm chứng bởi những cái y học, những cái thuốc của y học, những cái máy X quang, như là những cái symptom mà bị nhức đầu, symptom là những cái gì liên quan tới bệnh nhức đầu, những triệu chứng như là nhức đầu, ho, rồi cảm ho đâu là cảm hay là muscle là đau nhức cơ thể, fever là bị sốt, đau cơ. Ừ. Cách duy nhất thì để sống được cái này thì không chắc chắn, cách duy nhất là phải sống trong cái sự lo sợ không chắc chắn. Rồi. Ơi. Câu nào? Cái từ exposure là lại cái gì? Exposure to động từ là này là danh từ nè. Exposure to là động từ, cái việc phơi nhiễm với. Còn nếu mà danh từ là expose to. Expose nè, em bỏ cái đuôi able là danh từ. Đúng rồi. Expose nè. Cũng là to thôi. Exposure ở đây nó là việc phơi nhiễm với cái những chất này thì người ta chưa có phát hiện được bởi những cái tia máy X quang, hoặc là những có cái những triệu chứng như đau đầu sốt gì đó thì người ta cũng không biết được ha. Rồi. Ok. Tiếp theo chữ build up này ha. Như vậy chữ build up này sẽ bằng nghĩa với chữ accumulate ở phía trên đó. Accumulate là gì? Hồi nãy anh thấy có chữ accumulate ở đây nè. Accumulate là tích tụ, tích lũy lại. Bằng với build up đúng không? Mình xây từ dưới lên, mình build up ngày qua ngày. Rồi. Ok. Tiếp theo câu Y Dũng. Dạ có em. Rồi Dũng dịch đại ngữ. Dạ. A mi dân chỉ trở thành một cái rủi ro bệnh khi mà nó được disturb là xáo trộn. À nó bị xáo trộn, bị làm phiền. Gây ra các cái sợi ở trong không khí. À, khi mà nó bị chạm phải, bị xáo trộn cũng được. Và cái điều xáo trộn này nó sẽ gây ra là những cái sợi này nó sẽ biến thành chất khí à. Chất khí. Ừ. Nói chung được. Nói chung amian thì không có mùi hôi, hoặc là những cái mảnh vụn. Rot. Nếu như mà nó còn nguyên vẹn. Rot là phân hủy. Splinter là nhỏ nhỏ ra, phân nhỏ ra. Nếu mà nó còn nguyên vẹn, tức là nó để đó không ai đụng đến, left intact, không đụng đến nó thì không sao. Rồi. Yeah. Nếu như mà cái amian này được biết, cái sự xuất hiện của amian này được biết đến, thì bao gồm cái việc mà nó có thể trở thành một cái giải pháp tốt nhất. Rồi con này. Khoan, con này để bạn Thịnh dịch thử cho em nghe nè. If the presence là danh từ của present hoặc là present ha, present động từ nó có hai cách đọc, verb là present là thuyết trình, present là danh từ có nghĩa là hiện tại, này là hiện tại nè, sự tồn tại nè, presence. Như vậy nếu sự tồn tại của cái chất này mà được biết đến là sao, nếu mình thấy mình biết là có cái chất đó ở quanh mình đúng không, thì sao, cái giải pháp tốt nhất là gì? Covering liền, che đậy nó lại ha, phủ nó lại đi, cover. Rồi nếu mà không được thì sao? Rồi Thiện dịch, Dũng dịch tiếp được rồi đó. Dạ yeah. Dạ yeah. Nếu như mà nó không có được chấp nhận thì sẽ có nhiều chuyên gia có thể mà loại bỏ và hủy và xử lý phân hủy, hủy nó một cách an toàn. Đúng rồi. Những ngày hôm nay thì trong những ngày này chứ ngày này. Thì có những chính phủ quy định rằng là những cái điều kiện và những cái thủ tục làm việc của những công việc đó, những cái công việc mà bỏ đi ở này đó, đúng không, bỏ cái chất hủy đó đó. Rồi thì nó cái việc sử dụng lao động thì được yêu cầu là hạn chế tiếp xúc với lại nhân viên, hạn chế công nhân tiếp xúc với lại amian, và tiến hành thường xuyên cái việc mà
kiểm tra về monitor, kiểm tra rồi theo dõi và cung cấp và cung cấp những cái quần áo bảo hộ giống như là cái này là gì ta, coveralls, và nó có chữ phẩy cái nè, nó giải thích cho các bạn nè, covering for hand and feet, nó phủ từ đầu tới chân, nó phủ giống như độ covid vậy đó, đúng không? Rồi. Và những cái cloth, cái găng tay, những cái mặt nạ trên mặt, và những cái goggle phải google, goggle là những cái kiến bảo hộ á, kiến bảo hộ lao động, cái này cái mô tả y như covid ha. Goggles và vented, đúng rồi, giỏi. Vented là thoáng khí, thoáng hơi. Những cái kính mà nó thông hơi được. Và những cái trang bị khác. Nhớ chữ equipment không bao giờ khác ha. Rồi, trang thiết bị phù hợp khác. Appropriate là phù hợp, đúng đắn. Cái gì đây? Contamination. Việc thử khử khuẩn hay không? Khử độc. Dạ, việc khử độc. Và những và cái gì? Facility là những cơ sở ha, những cơ sở thì nó khử độc và việc thực thi, đúng rồi, và việc thực thi cái practice là những cái khóa huấn luyện về hygiene là hydro hành, vệ sinh những cái những cái vệ sinh tốt ha, việc thực hiện những cái vệ sinh mà nó đúng đắn thì cũng được yêu cầu nữa. Rồi, ở đây có chữ employers ha, hồi nãy Dũng dịch là gì? Employer. Dạ, những người công nhân ha. Công nhân là employee đúng không? Những người nhân viên, còn employer chủ doanh nghiệp, đúng rồi, những người chủ. Rồi, đoạn F là đoạn cuối cùng. Đoạn F mời bạn rồi, đoạn F mỗi bạn nửa đoạn nha. Mời bạn Hà. Minh Hà. Minh Hà dịch tới boxes. Hà đâu rồi, Hà ơi? Hà mất định vị rồi. Mất sống rồi. Nghe chỗ làm. Ok, đang làm, ok. Rồi, Phương Hà. Ở đoạn đầu tới chỗ boxes thôi ha. Dạ. Thì do nó thì nó gì đó. Nếu mà ngôi nhà của bạn được xây dựng trước những năm 1970 và bạn muốn làm lại nhà riêng của bạn. Thì nó rất quan trọng cho sức khỏe của bạn và gia đình. Nếu như là bạn nhận được lời khuyên của thiên nhiên, thì an nhiên không phải lúc nào cũng có thể dễ dàng nhận diện được. Nó thì giống như là likely là có khả năng. Nó có khả năng được sử dụng như là gạch và sàn nhà. Gạch trên và sàn nhà, đúng rồi. Nói máng xối và ống thoát nước. Giỏi, máng xối. Shed roof là những cái ở trên chuồng của những con gia súc á, là chuồng bò, chuồng trâu là shed. Fuse box. Box là cái hộp fuse, là các bạn thấy trong nhà mình có những cái hộp fuse cầu chì. Cầu chì ngắt điện á, gọi là fuse. Như vậy là cái hộp cầu chì, nhà né những cái này ra giùm nha. Rồi, ok, cảm ơn Hà. Tiếp theo nhạc. Nó sẽ cũng được sử dụng để những cái ống mà hơi á, ha. Lắc ra đây mình còn nghĩ là lắc bị hai là trễ, chậm trễ đúng không? Lắc về những cái ống mà nó chặn không khí lại á. Nó còn có thể được sử dụng như là để cách điện hay cách nhiệt, cái này là cách nhiệt đúng không? Cách nhiệt. Nó còn
can be damaged by any kind of disturbance. 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 Bằng với disturb ở trên đúng không? Do not disturb. Danh từ của disturb và disturbance. Disturbance. Sự xáo trộn. Làm là phiền. Nó sẽ, ý là nó sẽ gây, nó có thể gây nguy hiểm bởi bất kỳ sự xáo trộn nào. Ừ. Như là robbing, cọ sát, hoặc là đụng vào nó, hoặc là cầm nó, và kể cả là subject to một cái gì đó là đối với do một cái gì đó. Ví dụ mình nói là subject to the weather, nhạn không thể đến được ngày hôm nay, là do lý do, là khách quan, là do thời tiết. Ha, sau đó sẽ là một danh từ subject to một cái gì đó. Do có cái strong level, trình độ, mức độ mạnh bởi airflow là air là gì? Là không khí. Như vậy nếu mà mình hít vào thì do không khí nó là sao? Flow là luồng chảy, dòng chảy gọi là flow. Vậy cái luồng không khí hoặc là vibration, bạn nào xài điện thoại biết rồi. Vibrate mode, chuyển thành cái vibrate mode, chế độ rung, chữ rung ha, là vibration. Như vậy là khi mà nó bị rung nè, lắc hoặc là nó bị không khí thổi vào, mình cũng có thể nguy hiểm ha. Rồi bịt khẩu trang lại đúng không, bảo hộ lại, đi vô những tòa nhà cũ kỹ đó. Và nó sẽ thật sự không có đáng để tiết kiệm tiền. Nếu mà bằng cách là mình không có thuê một cái chuyên gia để kiểm tra, tức là sao? Tiết kiệm tiền quá nên mình không có thuê chuyên gia kiểm tra, thì cái điều đó là không có nên. Là ý của nó là nên đừng có tiết kiệm tiền mà không thuê chuyên gia. Nên mời chuyên gia đi, đúng rồi. Và chỉ có chỉ để ha. Và chỉ để exposed, phơi nhiễm chính mình và phơi nhiễm chính cho gia đình mình. Đối với lại những cái sự misery là khốn khổ. Các bạn có nghe hồi xưa học những người cùng khổ không? Có cái tác phẩm đó ha, nó tiếng Pháp là Le Miserable nè, là nó đi từ chữ miserable. Thì thật là tiếng Pháp với tiếng Anh nó giống nhau. Miserable là khốn khổ. Của việc nhiễm độc cái chất này. Và một cái căn bệnh mà nó diễn tiến nó từ từ đúng không? 12, 15, 25 năm lận đúng không các bạn? Rồi. Ở đây có các bạn thấy sử dụng chữ only to. Câu này nó dịch là không có đáng để mình làm gì đó. Để mà chỉ để các bạn nhìn lại nè. Không có đáng để mình tiết kiệm tiền. Khi mà mình không có kêu một cái người chuyên gia đến, chỉ để cuối cùng rồi là dẫn đến cái rủi ro là đó. Rồi ví dụ như mình nói là không đáng gì, không đáng để ráng ngủ thêm 5 phút chỉ để bị trễ học. Như vậy các bạn có thể dùng not worth và only to làm gì đó. Rồi ok, tốt ha. Rồi nhớ những cái từ này, mai mốt mình sẽ có một bài kiểm tra chắc là từ bài 1 đến bài 10 luôn. Quiz online hả? Misery là danh từ, miserable là tính từ. Đây nè, chữ misery là danh từ the mà, the cộng với tính từ được luôn ha. Nhưng mà cái này là miserable là tính từ, khốn khổ. Rồi tội nghiệp. Rồi bài perforin advertising hôm bữa mình đã làm rồi, bây giờ mình chỉ sửa thôi. Làm ở nhà rồi mà. Rồi. Perfury. Heading matching mình sẽ làm sau. Rồi, true false. Bữa trước mình làm 14 đến 20 rồi. Đúng không? Phúc. Rồi, true false câu đầu tiên Thịnh. True false câu số 7. À, bài mới rồi đó. Perfury đó. Câu số 7 nè. True false trước đi. Ok. Dịch sao em dịch thử câu số 7 trước đi. Dạ là một bài người argue against. Nhớ nha, các bạn gạch tranh luận nhưng mà nó có chữ này. Chống lại nha. Tức là người ta tranh luận nhưng mà người ta đang nói về không thích nó đó, tiêu cực.
Còn nếu mà các bạn thấy người ta sử dụng argue for, khi đó nó lại trở thành tranh luận để mà ủng hộ nó. Các bạn thấy cái chữ nó quan trọng nha. Argue for là ủng hộ, tranh luận để ủng hộ. Rồi, puffery là những cái lời thổi phồng chứ chưa phải là láo lắm, đúng không? Một vài người tranh luận họ không thích cái việc thổi phồng này bởi vì sao? Bởi vì những cái khách hàng thì tin mọi thứ về quảng cáo. Ừ, đúng không? Hay sai? Dạ đúng, true. True đúng không? Nó nằm ở đoạn B đó. True hay yes no? Dạ true. Ừ. Nhớ coi cái đó, đoạn B. Rồi. B. Rồi. Chơi à, đoạn B, sorry, đoạn C. Rồi. Đó anh kiếm đi. Đâu? Tranh luận. Từ cái chỗ mà show why do some people worry about. Why do some people worried about perfumery? Tại sao? Và một cái concern là customer are misled, bị lừa bởi những cái false advertisement. Như vậy họ, bởi vì như vậy đúng không? Nhưng mà em làm not given. Em làm là not given. Not given là không thấy luôn. Ý là nó chỉ là worry thôi chứ nó đâu có argue against. Rồi. Câu này Duy làm sao? Duy chưa làm bài. Xuân. Nó ghi bệnh luôn. Thiện. Nó ghi bệnh hết luôn hả? Sao ai cũng chống lại em hết vậy? Sao? Mà chị Hiền. Chị Hiền làm câu số 7 cho chị Hiền. Dạ, chị làm là not given luôn. À, Dũng cũng nói là not given luôn. Rồi, not given là mình không có nói đến. Như vậy ở đây mình xem coi nếu mà nó true thì đồng nghĩa hết trong câu. Cho mình thử coi. Đầu tiên là những người mua có thể tin vào mọi thứ trong quảng cáo. Thịnh ơi. Như vậy những người mua ở đây sẽ bằng với consumer. Tin vào mọi thứ trong quảng cáo thì ở đây nó lại nói là bị lừa bởi quảng cáo sai, có phải bằng với tin vào mọi thứ không? Đúng. Tin vào mọi thứ tức là mình bị lừa đúng không? Bị lừa vào, tại vì ở đây nữa false quảng cáo sai tức là bị lừa. Như vậy câu phía sau đúng. Phía trước là gì? Người ta tranh luận, người ta chống đối lại cái này. Rồi, mình nhìn thử coi. Mình nhìn ở đâu có cái chữ chống đối. Using puffery để làm gì đó. Rồi, những cái này ok, tại sao người ta lại worried about, tại sao người ta lại worry cái này các bạn? Như vậy chữ, có một số bạn nói là worry nó chưa đủ, đồng ý không? Worry là mình lo lắng. Thực ra lo lắng thì nó thiên về cái nào? Ý là nó cũng tiêu cực nhưng mà nó đâu có, nó chưa chắc chắn là chống lại hẳn đúng không? Nhưng mà nó đang thiên về tiêu cực nhiều hơn là tích cực. Tức là giữa 50-50 thì nó cũng đã là chống lại 51% mà. Rồi, như vậy ở đây có thấy worry chưa thuyết phục, nên các bạn phải đọc xuống dưới nó một câu nữa thử xem người ta worry và người ta có chống đối hay không. Các bạn nhìn coi. Company object to là gì? Chống lại. Thấy không? Công ty, nhưng mà thật ra công ty là bằng với some people rồi. Và nó phản đối không? Nó đang, những cái câu này nó đang đại diện cho some people và nó giải thích thêm là một vài công ty thì chống đối về những cái này. Đúng không? Đó. Các bạn thấy cái đoạn này, đoạn đi này nó là chống đối hết. Và có thể có cả tòa án nữa nè các bạn, court nè. Như vậy câu này là true. Thành làm đúng rồi. Rồi, câu số 8. Xuân. A court case. Một cái tòa, một cái court case là tòa án, là court case là một cái. Cái gì? Cái tình huống tòa án là sao? Tức là người ta kiện ra tòa đó à, một cái việc mà đưa ra tòa án á, một cái sự việc kiện cho tòa án là một cái cách để mà xác định xem là quảng cáo nó có lừa đảo hay không. Deceptive là lừa đảo, lừa dối. Như vậy là phải đưa ra tòa án là một cách nha, chứ không phải là cách duy nhất. Các bạn nhìn có không? Đúng hay sai? Kiếm cái tòa án trước đi. Câu dưới nè, có chữ court nè, nãy nó nè, tested nè. Tested bằng với chữ nào không? Test là kiểm tra.
Kiểm tra thì là động từ bằng với chữ gì? Determine là xác định không? Đúng không? Những cái điều này, claim những cái câu này có thể được xác định bởi tòa án. Có thể là như vậy là tòa án có thể xác định là sản phẩm này đúng hay giả hay không, cái quảng cáo này đúng giả hay không giả, đúng không? Là bằng với untruthful ad nè, là quảng cáo giả phía trên nè. Như vậy là true đúng không? Rồi. Và nó có luôn cái câu này nữa nè, decision. Những cái quyết định ở tòa án được đưa ra để giúp cho chúng ta có chữ boundary các bạn. Boundary là những cái giới hạn, những cái ranh giới. Những cái ranh giới giữa những cái việc mà quảng cáo bất hợp pháp và những cái thổi phồng mà có thể chấp nhận được. À, thì tòa án nó sẽ giúp cho mình biết cái liệu cái này là deceptive, là lừa đảo bằng nghĩa với illegal advertising không? Còn not là bằng nghĩa với acceptable perfidy không? Bằng hết là true. Rồi. Câu số 9 việc not given perfidy date from động từ ha, date có nghĩa là date là gì? Hẹn hò. Ngoài nghĩa ra nó còn có nghĩa là bắt nguồn từ đâu. Nó date mà đi với từ from có nghĩa là bắt nguồn từ đâu. Nó bắt nguồn từ những cái ngày mà commercial có quảng cáo TV. Commercial là thương mại, nhưng khi nó thêm S nó trở thành danh từ television commercial là television advertising. False hả? Như vậy mình coi cái nguồn gốc của nó bắt nguồn từ đâu. Một bạn làm là false, một bạn làm là not given. Coi hỏi một bạn như làm là gì? Dạ câu đó em không tìm được. Rồi bây giờ mình coi cái ngày, coi mình kiếm coi cái nguồn gốc nó từ đâu nó đến. Rồi not given là bạn không tìm được, là not given. Thịnh thì sao? Thịnh nói là phone, tức là sai đúng không? Vậy là phải có cái ngày nào đó đâu, cái ngày nó bắt đầu là ngày nào? Cái ngày của nó là đoạn nào? Nó bắt nguồn từ ngày nào? Đoạn C ha. Rồi. Có chữ dating. Porphyrin là không phải là cái gì mới hết. Nó được xác định ở trong những cái tài liệu mà có nguồn gốc từ rất là lâu rồi. Từ khoảng thế kỷ thứ 16 lận. Lâu có, nhưng chưa đủ là television commercial. Đúng không? Nếu mà nó đúng thì là true. Nếu mà có television commercial, tức là bắt nguồn từ cái thời kỳ mà có quảng cáo trên TV, thì nó có cái này. Và mình kiếm thử xem nó có bắt nguồn từ đây thế kỷ thứ 16. Vậy thế kỷ thứ 16 này có quảng cáo TV chưa? When the notion, khi mà người ta nói cái cụm từ này là hãy để cho người mua beware, cẩn thận. Tự người mua phải cẩn thận thôi. Và cái cụm từ này được phát triển ở trong những giao dịch thương mại, đúng không? Transaction, giao dịch. Rồi. Còn cái quảng cáo nữa không? Quảng cáo đâu? Có không? Như vậy câu này không thể nào là true được. Nó chỉ có thể là false hoặc not given thôi. Rồi, từ thời đại TV commercial, ok. Như vậy mình có thể mình để hai ý kiến ở đây. Để làm gì? Nếu mà mình xuống dưới mình đọc mình không thấy commercial nữa, có thể phía dưới nó mention là commercial bắt đầu từ thế kỷ thứ mấy nữa thì sao? Nếu mà nó mention thì câu này trở thành là false. Còn nếu mà nó không mention đâu hết thì là not given. Các bạn có thể để đó ha. Còn các bạn có thể làm luôn not given và các bạn xuống dưới các bạn là thấy các bạn sửa lại được. Đúng không? Rồi, thử cái chữ cụm từ này coi. Caveat emptor có nghĩa là người bán có trách nhiệm với bất cứ sản phẩm mà họ bán ra. False. Đúng rồi, đoạn C nó nói là hãy để cho người mua beware. Đúng không? Và nó có nghĩa là gì? Nếu mà bạn nào không biết, cái cụm term là cụm từ, nó có nghĩa là ai mà mua một cái sản phẩm thì có trách nhiệm phải kiểm tra kỹ càng trước khi trả tiền, và người bán không chịu trách nhiệm đối với những cái defect mà bạn không biết mở mặt ra, trừ khi một cái lỗi nó được xác định là conceal, là che giấu. Deliberately mình học rồi, deliberately trái nghĩa là accidentally, là một cách tình cờ. Như vậy trái nghĩa với nó deliberately có nghĩa là tai nạn, cố tình. Accidentally là một cái tai nạn, một cái tình cờ thôi. Như vậy là trừ khi cái lỗi đó là nó đã được xác định là che giấu một cách cố tình,
Như vậy các bạn có thể kiếm được nghĩa của chữ defect không? Là gì? Bằng nghĩa với chữ nào? Seller không cần phải có trách nhiệm đối với những cái gì đó. Nhưng mà nếu mà mình không tra từ điển thì mình biết nó đâu, mình dựa vào đâu. Trừ khi là một cái lỗi, các bạn thấy như vậy ở đây có phải là cái lỗi không? Không thể trách nhiệm cho cái lỗi trừ khi cái lỗi đó che giấu. Như vậy bằng với problem đi, hiểu không? Đúng không? Rồi, ok. Rồi như vậy câu này sẽ là false. Đúng rồi, không chịu bất cứ trách nhiệm gì cả. Chính xác. Câu số 11. Cái cụm từ mà cà phê ngon nhất trên thế giới là một cái ví dụ của việc thổi phồng. Đúng hay không đúng? Nó như vậy. True. Vậy mình kiếm cái cụm từ này trước. Đoạn đi ha. Coffee. The world best coffee. Có. Ok, như vậy cái true phía sau là một ví dụ. Như vậy các bạn coi thử nó phải là puffery hay là nó là lừa đảo trong cái câu này. The world, như vậy là in other word. Khi các bạn thấy in other word, nói cách khác, nó là để mình nói cái gì, không phải là nói khác đi đâu, mà nói một cách khác là giải thích thêm. Ví dụ như mình nói là gì đó, trời hôm nay không có sáng sủa lắm, nói cách khác là nó sắp mưa. Tức là mình thêm một cái ý tưởng thêm cho nó ha, giải thích rõ nghĩa thêm. Như vậy các bạn muốn hiểu được cái the world best cup of coffee, đầu tiên các bạn sẽ đọc nguyên câu đó trước. Nó không thể nào chứng minh được. Rồi, nhưng mà ở đây mình chưa biết nó phải là ví dụ của puffery hay không. Có thể là hai loại puffery, một là illegal, nãy mình nói. Như vậy đọc câu sau hoặc câu trước. Nhưng mà mình thấy on in the other word, đọc câu trước nó dễ hơn. Nó đang giải thích thêm cho cái gì đó, đọc câu trước nè. Giống như vậy, công ty nó cũng không phải đưa ra những cái proof, bằng chứng là cái tuyên bố này nó được backup. Backup là phía sau lưng, một ai backup cho mình là được hỗ trợ. Nó được hỗ trợ bởi những con số và những thực tế. Như vậy nó đang nói về gì? Các bạn đọc tiếp phía trên nữa đúng không? Tại vì các bạn thấy có chữ gì? Similarly. Tương tự như vậy. Như vậy thấy cái similar là phía trước nó phải nói một cái giống như vậy. Như vậy đại diện cho cái gì? Tại vì mình chưa biết được là puffery mà, nãy giờ chưa thấy đúng không? Đọc tiếp. Ngày nay công ty thấy rằng là best love, và điều này được gọi là puffery nè các bạn. Và similar là giống như vậy, cũng như vậy. Như vậy puffery tiếp tục. Và tiếp tục nói cách khác, như vậy là ba con này nó liên quan đến nhau. Nó liên quan đến the world's best coffee. Như vậy con này là true. Đúng không? Đó là cách mình đọc lướt ha. Thấy những cái cụm từ này mình biết mình đọc lướt. True. True mới đúng. Right. The world's safest chainsaw. Rồi, vừa rồi, rồi. Chainsaw là cái máy cưa. Máy cưa các bạn coi phim kinh dị á. Chain là dây xích, saw là cái cưa. Cưa mà kéo bằng cái dây xích á. Rồi, cái máy cưa an toàn nhất trên thế giới là một ví dụ của puffery đúng hay sai? Not given, kiếm cái chữ này trước. Câu số 12. False hả? Trên saw nằm đâu có không? Trên saw có không? Đâu? Từ nào? Rồi, câu này mời một bạn khác nè. Coi còn nãy giờ chưa kêu ai ta. Nghe có chưa, đâu có nghe. Mời Thư. Số 12. Có không? Dạ. Số 12 Thư làm chưa? Dạ chưa hả? Chưa làm. Trên so là cái cưa. Máy cưa máy á. Dựng cái gì xích á. Coi trong phim kinh dị á. Rồi nằm đâu? Thịnh nằm đâu? Đoạn E. Như vậy đây nó, các bạn coi đây, đoạn Y nè, nó có chữ safest và cheapest, đúng không? Ở đây có chữ safest, nó nằm ở trong cái câu safest của mình. Rồi, như vậy các bạn đọc thử coi có liên quan đến cái cưa. Nhưng mà giờ cái cưa nó không có thì làm sao kiếm, đúng không? Làm sao kiếm. Như vậy nó nói về cái cưa an toàn nhất trên thế giới là một cái ví dụ cho việc thổi phồng. Mà puffery, có khi người ta sử dụng puffery có nghĩa là chấp nhận được, đúng không? Rồi, vậy các bạn kiếm safest có đoạn Y đúng không? Vậy đọc nè.
một cái công ty mà nói rằng là cái sản phẩm của họ là an toàn nhất hoặc rẻ nhất, thì cần phải, các bạn thấy nha, on the other hand, khi người ta nói on the other hand, nó sẽ trái nghĩa với đoạn phía trước. Một mặt khác, khi các bạn thấy cụm từ đó là nó trái ngược hoàn toàn. Còn in other words, nó lại không phải trái ngược mà nó lại thêm một cái bổ nghĩa thêm, bổ sung thêm. Các bạn phân biệt hai cái đó nha. Rồi, như vậy trái ngược, khi mình đọc đoạn y mình biết liền cái đoạn phía trước của nó là đoạn đi nó trái ngược với đoạn này. Như vậy đoạn đi nó đang nói về tốt hay sao? Nhớ không hồi nãy, cà phê tốt nhất là Burberry, tốt chứ? Đúng không? Nó nói về cà phê tốt nhất và nó đâu có chấm lại đâu. Đúng không? Nó không có thể chứng minh được, nhưng mà người ta ok, người ta chấp nhận được với nó, đúng không? Nè, nó nói nè, the claim. Những cái câu mà nói như vậy thì không có được xem như là deceptive, không có lừa người ta. Như vậy các bạn nhìn nha, nhìn đoạn phía dưới rồi, đoạn y. Thịnh, giải thích thôi, sao nó là true? Phone à? À, phone hả? Tại sao? Nó nghe coi. Không thấy chainsaw mà. Rất là đông bạn, chắc chắn nhiều bạn sẽ làm là nó như vậy, tại vì không thấy chainsaw. Đúng không? Ở đây là một cái ví dụ các bạn nhìn nha. Rồi, Thịnh dịch thử coi. Bây giờ nếu mà cái sản phẩm đó nó an toàn nhất và nó có rẻ nhất, như vậy nếu một công ty muốn tuyên bố cái đó thì công ty phải có cái gì? Phải có proof, phải có bằng chứng. Còn nếu mà best love thì không cần, đúng không? Hoặc là tốt nhất thì không cần. Nhưng mà nếu khi mà sử dụng những cái cụm từ này, công ty phải có bằng chứng. Và bởi vì những cái câu tuyên bố này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến những đối thủ cạnh tranh. Như vậy thì sao? Những cái câu tuyên bố mà nó objective, object to có nghĩa là chống đối, nhưng khi objective nó trở thành khách quan. À, hay khác nha. Khách quan là sao? Khách quan, trái nghĩa với khách quan là tiếng Việt của mình là chủ quan, nhớ không? Thì chủ quan với khách quan là sao các bạn? Nhớ không? Khách quan có nghĩa là mình đứng hai người cãi lộn, mình đứng ở giữa, mình không binh ai hết, mình là khách quan, là góc nhìn ở người khách, quan sát người thứ ba. Còn chủ quan là chủ, là chủ thể, mình là người chủ, người trong cuộc. Hoặc là mình, ví dụ như hai bạn cãi nhau nhưng mình binh một người, mình không có nói lý mà mình nói không, Thịnh đúng, Thiện sai, ví dụ vậy. Là khi đó là mình chủ quan, mình không có đưa ra những, không có dựa vào những cái reason, những cái lý do, thì nó gọi là subjective. Như vậy, những cái câu mà nó khách quan thì cần phải được backup bởi những cái bằng chứng. Đúng rồi, khách quan thì khi đó phải có bằng chứng, muốn chứng minh người ta sai phải có bằng chứng là khách quan. Rồi, sao nữa các bạn? Như vậy, nó nói về cái câu này như thế nào? Bởi vì cái những cái tổ chức consumer right là quyền của người tiêu dùng, những tổ chức bảo vệ quyền người tiêu dùng có thể test thử để so sánh những cái sản phẩm, ví dụ như máy giặt hoặc là máy hút bụi. Rồi, và nó, họ cũng có thể là những công ty investigate những công ty này, điều tra những công ty này về những công ty ví dụ liên quan đến bảo hiểm, tài chính, liên quan đến tài sản, credit card, thẻ, đúng không, và những dịch vụ khác. Như vậy therefore, các bạn thấy therefore, do đó những cái công ty và những người mà bán hoặc những người sell hàng đó phải sao, phải cẩn thận khi mà đưa ra những cái câu factual, những cái câu thật về cái sản phẩm này ha. Như vậy ở đây các bạn sẽ thấy không, thêm vào đó là có chính phủ, có hội đồng của chính phủ với cái quyền lực, authority là power, là quyền lực, họ sẽ làm những cái legal action, là đưa ra những cái gì, hành động về pháp lý để mà họ chống lại những công ty mà nó vượt quá cái giới hạn. Như vậy các bạn thấy ở đây nó đại diện cho hai chữ safest và cheapest. Như vậy nó có đại diện cho puffery không? Khi mà mình nói cái này, puffery đại định nghĩa của nó là gì? Puffery là một cái objective claim of market share và nó không được backup bởi cái gì cả. Đúng không? Là gọi là puffery, không có một cái gì để backup cho câu nói của mình. Còn cái khi mình tuyên bố một cái safest thì mình có phải puffery không? Nó đúng với định nghĩa puffery không các bạn? Nó có phải là ví dụ cho puffery không? Không, tại sao? Tại vì phía dưới nó nói là khi mà statement mà nói safest như vậy thì cần phải được backup bởi bằng chứng hoặc là những cái statistic, là những con số thống kê. Còn phía trên nó định nghĩa puffery là như thế nào? Đây, được không có backup bởi con số. Các bạn thấy không? Như vậy suy ra
Câu này là false. Mặc dù nó không có chữ chainsaw nhưng nó có chữ safest. Ý câu này là gì? Khi nếu mà mình sử dụng safest, ở đây nó có chữ gì? The world's safest washing machine. Đúng không? Cái máy giặt an toàn nhất trên thế giới, nó là đại diện cho cái này, thì suy ra chainsaw thì nó bỏ thêm thôi. Ha, bất cứ khi nào, tại vì khi mình thấy chỉ cần có cụm từ safest là mình thấy nó không phải đại diện cho puffery rồi. Nó phải có bằng chứng. Đúng không? Thành ra câu này không cần phải tìm được chữ chainsaw. Các bạn thấy không? Tại vì với bản chất là cái tính từ safest nó đã nhấn mạnh là phải show proof, phải có bằng chứng. Mà show proof thì không còn là nói phòng nữa. Đúng không? Rồi, như vậy câu này là false, câu này khó nha. Số 13. Người ta nên kiểm tra giá cả trước khi người ta mua hàng. Không à, nó như vậy hả? Nó có giá cả gì đâu đúng không? Nó không có nói gì hết. Rồi, nó như vậy. Như vậy quay trở lại con số 9 rồi các bạn. Nãy giờ có thấy commercial không? Hình như có nè. Television commercial nằm đây nè. Coi coi, đọc thử con này coi. Buffery được xem là có thể thêm giá trị giải trí cho những cái quảng cáo, đặc biệt là quảng cáo trên TV. Rồi, hết rồi đó. Còn có quảng cáo, từ thời quảng cáo xuất hiện không? Dạ không. Từ thế kỷ thứ 16 quảng cáo không? Có không? Thịnh? Đâu? Ừ. Nó chỉ nói là về thế kỷ thứ 16 khi mà người ta nói như vậy thôi, đúng không? Câu này là not given. Số 9 nha. Nó sẽ không có biết về nó từ thời điểm nào. Television commercial. Rồi. Tiếp theo. Câu số 21. Như vậy ý của tác giả trong bài này, ý chính là gì? Các bạn có thể đọc thử và ghi cho đáp án nha. Buffery là một phần của quảng cáo và thường nó sẽ không hại. Buffery là một cái mối quan ngại gần đây. Buffery không có xảy ra thường xuyên. Buffery là một cái vấn đề của Mỹ. Dễ không? Câu A. Not harmful đúng không? Rồi, chính xác. Rồi, list of heading nè. Câu chính là nó như vậy. 1 đến 6. Thành. Câu 1. Heading, matching. Có thể làm bất cứ con nào cũng được. Làm hết luôn rồi. Nhưng mà làm theo thứ tự nào tùy. Ý anh là vậy đó. 6 quả là đọc câu 1 thôi, để mà khác. Mà rap A là cái câu 6. Đoạn A nó nói về lịch sử đúng không? Phải lịch sử không? Không à. Nói về định nghĩa của puffery hả? Đúng rồi. Đâu? Đúng. To often see statement gọi là puffery, một cái term được sử dụng. Và puffery. Ok. Nó định nghĩa nghe hợp lý, logic, định nghĩa. Số 2, Thịnh. À, Thiện. Rồi, giờ làm được rồi nè. Đoạn B nó nói về puffery. Rồi người ta lo lắng vì sao. Và có những cái hướng dẫn của chính phủ. Có vì sao là sẽ có reason. Reason for monitoring advertisement. Lý do để mà mình giám sát cái việc quảng cáo, đúng không? Đúng như vậy. Lý do gì vậy? Có lý do không? Nhiều khách hàng sẽ bị lừa. Bởi quảng cáo sai thì cái điều luật nó sẽ được đặt ra luôn. Ok, những lý do. Rồi, các bạn còn thấy con nào khác nữa không? Các bạn nào ý kiến khác không? Hay là cũng vậy luôn? Xuân này ý kiến số 5 hả? Ai số 5? Đẹp. Việt hả? Nhàn số 5. Ok, trả luôn số 5 nè. Summary of role of puffery in advertising. Tổng kết lại, tóm tắt lại những cái vai trò của puffery trong quảng cáo. Như vậy đây có nè, puffery để làm gì đây nằm đúng không? Để mà raise awareness là gì? Nâng cao nhận thức của sản phẩm và để tạo ra doanh thu tăng lên. Như vậy là hai cái chiến thuật mà quảng cáo gọi là puffery. Ok, như vậy nó cũng có đó. Nó cũng có liên quan đến role of puffery có. Rồi, nhớ lại list heading là gì? Nguyên một đoạn nó nói ý chính là cái đó thôi. Và mình dính đây là tại sao mọi người lại worried about. Và cuối cùng các bạn thấy ở phía nguyên một cái đoạn nữa, cái đoạn này, lý do tại sao và những hành động để mà giảm cái việc khách hàng bị lừa. Như vậy nó còn liên quan nhiều đến role trong advertising không? Nó có nhiều không? Nó so với những cái câu số 4 của bạn Thịnh là lý do để mình theo dõi nó,
thì các bạn thấy cái nào nó nói nhiều hơn thì có thể làm cái, là cái nhiều hơn là cái chính. Như vậy mình có thể để tạm thời ở đây đi, lát nữa mình xuống dưới biết đâu. Câu số 3, số 3 là gì? Xuân, Xuân làm chưa? Câu số 1, câu số 1 lịch sử nó bắt nguồn từ đâu nãy mình nhớ đúng không? Identify và nó có cái gì và cuối hồi xưa đúng rồi và ngày nay. Ở đây các bạn thấy câu cuối là ngày nay nhưng mà nó quá ít, là ngày xưa. Ok, số 4, số 4 mà bạn Như. Ủa, chân em bị té hả? Như câu số 4 Như làm được không? Dạ, câu số 4 lúc đầu em làm là đoạn xí nhưng mà sorry, câu 4 này nè, bạn đi nè, bạn đi nè nè. Bạn đi nè, đang hỏi như câu số 4 là tức là bạn đi đó mình chữ sử dụng ở đâu, chữ nào? Bạn đi nó nói về best love nè, similarly và nó add một cái giá trị gì đó cho quảng cáo nè. Bạn đi đó. Em coi thử từ trên xuống dưới ha. Mình coi từ trên xuống dưới ra đoạn đi nó hợp với cái nào nhất. Lịch sử lại nè, check những kiểm tra, những cái quảng cáo sai lệch, lừa đảo, ví dụ của những công ty bị buộc tội đúng không, có tội quảng cáo sai. Câu số 4 làm rồi. Câu số 5 là vai trò của Buffery trong quảng cáo. Câu số 6 định nghĩa. Và câu số 7 là những cái quảng cáo mà thổi phồng mà được chấp nhận, có thể chấp nhận được. Là câu số 7 đó. Số 4 là câu số 7 đó. Số 7 hả? Số 5 được không? Không. Nó cũng có giúp đỡ gì mà ta? Không hả? Số 7 là Buffery là những cái Buffery mà được chấp nhận đúng không? Như vậy đã nói những cái best love, best gì nè, đại diện đó nè. Ok, rồi, số 7 ha, Như ha. Số 5, số 5 Việt, thử ha. Đoạn Y là đoạn phía dưới nãy mình nói là những cái safest, cheapest phải có bằng chứng đó. Do đó phải cẩn thận và chính phủ thì phải có đưa ra những công ty nào mà overstep, bước, như là bước ra khỏi cái giới hạn đó. Câu số 3, bạn nói là câu số 3 cho cái số 5. Rồi. Nhẹ, câu số 3 đúng không? Dạ. Cho cái số 5. Dạ không? Dạ. Ví dụ những công ty mà phạm tội mà lừa đảo. Cái số 2. Cái số 2, em làm số 2 không? Tại sao không làm số 3? Tại vì ý là trong cái câu E nó không nhắc gì tới cái guilty của companies. Ở đây nó có một cái công ty để coi. Nó có những cái công ty mà vượt qua những cái giới hạn này nè. Company overstep the limit. Đúng không? Đúng rồi, nó không có example cụ thể. Đúng, chính xác. Ở đây, việc nhìn nha. Ví dụ về những công ty, nếu mà đó là một ý chính thì không, trong đó nó sẽ có thể phải nêu tên cụ thể của công ty đó, nó đã làm gì sai. Còn ở đây, nó chỉ có mỗi một câu cuối cùng là những cái công ty nào mà vượt qua cái giới hạn này sẽ bị phạt hết, không phải là ví dụ ha. Nên câu này là số 2, kiểm tra những cái deceptive là bị lừa đảo ha. Như vậy nằm ở khúc phía dưới nè, đúng không? Company phải cẩn thận nha khi đưa ra, còn không là bị chính phủ phạt, đúng không? Rồi, câu cuối cùng số 6 phút. Số 6 nãy mình đọc rồi, đoạn F. Đoạn F là một cái chức năng chính của quảng cáo là để tạo ra nhận thức cho sản phẩm. Khi mà chúng ta là người tiêu dùng, chúng ta cần phải biết những cái thông tin, những cái sản phẩm cạnh tranh để mà chúng ta có thể đưa ra những quyết định đúng đắn về cái mà chúng ta phải mua, đúng không? Rồi, vậy câu while là quan trọng. Mặc dù là rất quan trọng là những cái người quảng cáo phải được kiểm soát để mà đảm bảo rằng họ không lừa đảo khách hàng, thì người ta cũng có thể tranh luận rằng là cái việc thổi phồng là một cái cách tốt để mà nhận thức, nâng cao nhận thức của sản phẩm. Hoặc là nếu không thì sản phẩm nó sẽ bị
không biết đến unnoticed ở trong một cái thị trường đông đúc như vậy là đúng không? Và as long as là miễn khi ha, miễn sao, miễn sao là có những cái cách, ví dụ như as long as you love me, có cái bài đó đúng không, as Backstreet Boy đúng không, miễn sao mà có những cái cách hiệu quả để mà mình có thể mình kiểm tra những cái tuyên bố của những cái người quảng cáo thôi, thì sao, it seems that thì phần lớn những cái quảng cáo này đều là không có hại, vô hại. Đọc lướt thôi các bạn thấy không, miễn sao thì cái ý chính của nó nằm ở phía sau, đúng không? Đó, như vậy là có cái đứa người kiểm tra nó là được rồi. Như vậy câu nào đây, ép Phúc thử coi từ trên xuống dưới câu nào hợp lý. Số 5, summary of role of puffery in advertising. Đó, 5 hay 4? Câu này thấy hai câu B với lại câu số 6 với 5 với 4 đó. Giống giống hết à? Phải không? Giống không? Tại vì mình thấy câu số 4 nó nói về những lý do mình phải đo, phải monitor cái puff advertising. Lý do để monitor hả? Consumer chúng ta phải biết. Cái này là không, không phải monitor. Monitor nằm ở dưới là miễn sao có người monitor là xong. Đây là có cái lý do, đúng không? Rồi, giờ các bạn xem quyết định 2 với 6 coi, câu nào là số 4, câu nào là số 5. Thì số 4 là số 2 hay số 6? Số 2 là số 4 hả? Vậy là số 6 là số 5. Rồi, quyết định nha. Số 2 là check, kiểm tra. Hai cái này là kiểm tra cả các bạn. Kiểm tra những cái quảng cáo nó láo, lừa đảo. Và số 5 là nó khác chút xíu, số 4 là những lý do. Như vậy một cái nó nói về lý do, một cái nó nói về việc kiểm tra. Coi thử cái nào, giờ mình coi lại số 2 nha. Số 2 đặng bi. Đây, nó nói sử dụng cái này để làm cái gì, tăng. Rồi tại sao người ta lại lo lắng? Tại vì người ta sợ rằng là người ta sẽ bị lừa đảo. Và có những cái hướng dẫn của chính phủ để ngăn chặn. Và công ty nào mà những cái này có thể được test ở tòa án, và những cái quyết định này được đưa ra để giúp cho người tiêu dùng làm gì đó. Vậy các bạn thấy, nhìn kỹ vào số 2 hay số 4? Số 4 hợp lý hơn hay số 2 hợp lý hơn? Đó, đoạn B nó nói vậy thôi. Lợi ích của puffery. Nhưng mà tại sao người ta lo lắng? Ta lo lắng và khi đó có tòa án giải quyết cho họ, để giúp cho người ta phân biệt được. Như vậy, check hay là reason? Một cái nha các bạn, để ý nè, để ý kỹ nè. Cái advertising ở khác xíu phía sau là deceptive, lừa đảo. Còn cái này nó chỉ là monitor thôi. Không biết là monitor lừa đảo hay là puffery, miễn sao quảng cáo là nó monitor. Còn cái phía trên là kiểm tra lừa đảo luôn. Còn cái phía dưới là kiểm tra hết, đúng không? Cả lừa đảo, cả puffery. Đó, đoạn 2 đoạn số 4. Số 2 là số 4, những lý do để mà monitor cái này, phải không? Số 4 hay quên, nãy giờ nói số 4 hay số 5 chứ hả? Như vậy vai trò, cái này nói về vai trò và nó nói về check, nó nói về reason for monitor, vậy lý do hay là vai trò? Hoặc là số 2. Số 2 mình đã làm rồi nên mình bỏ đi. Số 4 với số 5 thôi nè. Điền số 6 hoặc số 2. Một cái 14, một cái 1, một cái là số 5. Cái nào 4? Cái B là 4 hả? F là số 5. Thử nha. Bây giờ cái B là số 4, nó nói về những lý do là misled. Ok. Rồi, còn cái role advertising, role cũng có nè các bạn. Tăng sản phẩm nè, tăng nhận thức nè. Phía dưới thì sao, có role không? Cũng có role luôn. Vậy thì cái nào? Đố bằng cái nào? Giờ nhìn nha.
để ý khi mà mình quá bí rồi, mình quá bí giữa hai câu, mình để ý danh từ, những cái từ danh từ của nó có số ít hay số nhiều, có giúp được cho mình hay không. Ở đây reason có s, mấy lý do, hai trở lên. Row mấy có s không? Không, vậy là một. Như vậy coi cái nào, reason này có s nhưng row này lại không có s. Row có s được, row là vai trò, những vai trò. Như vậy các bạn coi đàn ép nha. Cái chức năng chính của advertising là tạo ra cái gì đó, rồi tiếp tục tạo ra cái sự nhận thức của sản phẩm là, và câu này là những cái người tiêu dùng cần phải biết được cái gì. Như vậy nó bổ nghĩa thêm thôi. Như vậy đã nói về mấy chức năng, một chức năng thôi, còn chức năng thứ hai trong này hay không? Không. Như vậy đàn F nó sẽ phù hợp với câu V. Các bạn thấy cái cách mình phân biệt giữa hai câu có thể sử dụng cái danh từ đó, S đó. Và cái reason phía trên nè, reason phía trên nè, mình so lại reason để mà mô tả, để mà có thể mình kiểm soát những cái việc quảng cáo đâu. Thứ nhất là mislead nè, một cái one nè, one of the concern. Như vậy chắc chắn nó sẽ có nhiều hơn hai, một trong những cái lo ngại. Như vậy một trong những cái lý do nằm đây nè, chắc chắn sẽ có hai lý do nằm đây, thấy không? Như vậy câu này sẽ là số 4 liền. Sao? À, đó là một cách để mà tip để các bạn phân biệt hai câu giống nhau quá thì để ý cái danh từ. Nếu mà hai danh từ có s, một cái không s thì đó là cách mình làm bài. Còn hai cái có s nữa thì hơi mệt kiếm cái khác, thì từ từ mốt mình gặp mình học thêm tip ha. Đó là một cái tip nha. Rồi như vậy 4 ở đây, 5 ở đây, chính xác. Từ vựng quá dễ. Động từ đưa cho ai đó một cái thông tin sai, động từ gì? Thiện. Số 6. Thông tin sai à? Ừ. Là hành động. Hành động. Hành động đưa ai một cái thông tin sai gì đó. Là chữ nào trên mấy chữ này nè, động từ. Đi với chữ to á. To object to. Object là phản đối. Vậy là to mislead. Mislead. Nãy là mislead trong đoạn văn là quá khứ. Lead. Rồi, mislead. Lead là dẫn dắt. Miss là sai. Dẫn dắt ai đi đó sai. Đánh lạc hướng cũng cũng được. Copy, giấu cái gì đó. Conceal. Rồi, nãy mình thấy cái chữ conceal ở đây là giấu. Hai nghĩa là trốn hoặc là che giấu. Rồi, chữ số 3. Xem cái gì đó đang diễn ra vậy. To monitor, chính xác. Giám sát coi cái gì đó nó đang diễn ra. Monitor này danh từ nó có nghĩa là cái màn hình. Nè, còn nếu mà trong lớp gọi monitor là lớp trưởng. Nè, monitor thường là giám sát qua màn hình camera. Các bạn nhớ như vậy là được. Câu đi tìm thông tin về cái gì đó. Investigate, chính xác. Điều tra. To state that mình nói rằng mình không thích cái gì đó. To object to, phản đối. Y chang luôn, y chang vậy luôn. Làm cái gì trông có vẻ lớn hơn và tốt hơn là nó thật sự như vậy. Exaggerate, chính xác. Exaggerated. Cái này là động từ thôi, các bạn có thể viết exaggerate cũng được. Nhưng mà ở đây tại vì nó nói là made, thành ra nó thêm ED vậy thôi chứ không gì hết. Phóng đại. Ngay lúc ban đầu. Initial phải tổ. Khi mà hình thấy chữ T đi với chữ I đi với chữ A thì thường sẽ đọc là show. Được, nó là firstly. Các bạn thấy ở trong đoạn văn nó sẽ viết initially hoặc firstly hoặc là first. Nó là một cái câu dẫn. Mình có thể sửa thành initially. Initial. À, thiếu sao nó không báo lỗi ta. Initial ha, initially. Rồi. Naturally. Một cách gì đó tự nhiên. Đúng rồi, understandably. Có nghĩa là dễ hiểu quá đúng không? Rồi, someone ai mà làm ra cùng một cái loại sản phẩm. Đối thủ. Đúng rồi. Competitor. Competitor là danh từ của chữ gì vậy? Động từ của nó là gì?
Compete, chính xác. Động từ là compete. Là đấu đấu nhau hay là cạnh tranh nhau. Cái sự thật của một cái gì đó. Authority đâu? Validity. Valid. Valid là đúng. Validity. Validity. Nhìn biết rồi. Cái knowledge, một cái kiến thức hoặc là sự nhận thấy một cái gì đó, nhận ra được một cái điều gì đó. Awareness, chính xác. Chữ này hay xài trong writing lắm đúng không? Raise awareness, nâng cao nhận thức. A statement, một cái câu về ý kiến hoặc là một cái cảm xúc. Expression, chính xác. Nhân từ có nghĩa là một cái thể hiện, một cái bày tỏ, sự bày tỏ. Expression. Clear and detail, một cái gì đó nó chi tiết, nó rõ ràng, gọi là gì? Specific. Nó cụ thể các bạn ha. Specific, danh từ. Và, đây là tính từ. Và cái này hay sử dụng trong câu văn viết. Các bạn thường hay sử dụng với chữ tính từ, trạng từ của nó. Specifically hoặc in specific. Thường là specifically nhiều hơn. Một chữ thôi cho nó dễ. Có nghĩa là cụ thể là, thay vì các bạn nói là for example, các bạn có thể viết là phải specifically, rồi phải nêu ra những cái liệt kê. Dù ngày hôm nay có gì đó, Dũng gặp nhiều cái xui xẻo quá, phải specifically là bị hư xe, rồi bị trễ học hay gì đó, liệt kê ra. À, nhàn bị té xe đó, đúng không? Rồi ok, câu số N, một cái kế hoạch, một cái cách mình làm gì? Chiến lược. Strategy, chính xác, chiến lược. Học thêm hai chữ nha. Strategy nè. Chiến lược. Tactic. Chiến lược. Hai chữ. Tactic nè. Bạn nào thấy chơi game hay viết chữ tactic nữa. Chơi game. Tính từ của nó. Strategic. Tính từ, cái này là danh từ. Thường chữ này là danh từ và tính từ. Strategic là một cái gì đó nó mang tính chiến lược. Một cái hòn đảo mang tính chiến lược, đúng không? Hoặc là tính từ của nó là tactical nè. Thuộc về chiến lược luôn, tactical. Một cái vị trí chiến lược. Rồi. Assessment, đánh giá ha. Assessment là đánh giá. Đánh giá giá trị của một món đồ. Evaluation. Sao nó nhảy dưới đây vậy? Evaluation. Cho nó nhảy đùm đùm lên. Rồi. Này, cái này nó bự quá nè. Đánh giá ha, evaluation. Evaluate là động từ, biết rồi, đúng không? Câu P Việt. Động viên người đọc phải tin vào cái gì đó nó không thật. Deceptive. Lừa đảo. Đúng rồi, mình lừa đảo không ta? Như vậy động từ là gì? Danh từ là deception. Động từ. Động từ gốc sep. Những từ tận cùng bằng deception. Động từ là gì? Nhớ không? Chỉ rồi. Ví dụ một chữ cho các bạn nhớ nha. Những từ tận cùng bằng deception, deception thì ví dụ reception, động từ của nó là gì? Reception là tiếp tân, hoặc là cái sự đón tiếp, sự nhận nhận một cái gì đó. Receive, chính xác. Như vậy các bạn chỉ biết receive, nhiều bạn biết sai lắm đó. Anh Vân thử anh nghe nè. Đúng rồi, nhiều bạn sẽ viết là y ngắn trước mới tới e đúng không? Receive là nhận. Như vậy suy ra chữ deceive. Các bạn nhớ như vậy các bạn sẽ nhớ. Thấy những từ đó là chuyển được động từ hết. Deceive là lừa đảo, động từ của nó. Rồi, power quá dễ, cái sức mạnh hoặc cái quyền lực để mà mình có thể hành động trên một cái gì đó. Authority. Authority là quyền. Authority.
quyền, quyền. Authority nó sẽ có hai nghĩa nè các bạn. Now, quyền. Hoặc mình có một cái quyền, ví dụ mình sẽ có một cái quyền là quyết định là gì đó thì gọi là I have the power. Các bạn cứ thấy nó bằng với power là được. Và ngoài nghĩa authority ra nó còn có nghĩa là chính quyền, bằng với government á. Nhưng mà thật ra nó thấp hơn chút xíu. Government nó cao nhất, còn ở dụ như dưới tỉnh dưới đồ thì nó sẽ gọi thành phố gọi là authority, chính quyền. Nó sẽ có hai chữ ha. The authority nên làm gì đó. Ví dụ đối với những bài viết của mình đó, chính quyền nên nâng cao nhận thức. Đó, mình áp dụng những cái này vào. Câu R. Có R duy nha. Cái gì đó nó vui và nó thú vị. Entertainment, dễ quá. Nhanh lắm. Rồi, câu số 7 điền từ nào vào? Còn câu cuối cùng rồi. Nhiều cái người advertiser sử dụng cái thổi phồng để làm gì đó, giá trị của nó để mà người ta cười. For it gì? Giá trị giờ nãy chồng. Đúng rồi. Trong cái đoạn văn của mình đó, nâng cao cái giá trị về. Rồi, đoạn C. Một vài người lo rằng là những cái câu này nó sẽ đánh lừa khách hàng. Chính xác. Miss gì? Miss nha. Chứ phải miss lead nha. Rồi, câu D. Một vài đối thủ cạnh tranh thì sao? Đúng rồi, thấy thu. Phản đối. Object. Phản đối những cái câu này được đưa ra bởi những cái đối thủ khác. Câu Y. Phẩy một cái, họ nghĩ rằng nó có thể cho những cái đối thủ cạnh tranh một cái lợi thế không công bằng. Phải không? Dễ hiểu đúng không? Họ chống đối lại vì dễ hiểu thôi. Đúng rồi. Understandably. Tại vì họ chống đối thì điều đó cũng dễ hiểu là khách, tại vì những đối thủ của họ sẽ có một cái lợi thế hơn nên họ phải chống đối, dễ hiểu. Có F. Một vài nước thì cái tổ chức bảo vệ quyền của người tiêu dùng như thế nào đó, như thế nào đó, những cái sản phẩm để xem nó có thật hay không, đánh giá, điều tra, test đúng không, về bản gì, investigate được không. Evaluate được không? Đánh giá. Nhưng mà ở phía trên nó để là động từ rồi. Investigate có một thôi. Evaluation nè. Đâu rồi? Đây là sần. Ở đây có thể nếu mà mình điền, mình có thể điền evaluate cũng được ha. Nhưng mà trên không có cái từ đó. Đó là lại từ danh từ thôi. Động từ. Evaluation. Đánh giá. Value là giá trị nè. Để đánh giá một cái giá trị cái gì đó thì em để là evaluate, là đánh giá. Đánh giá giá trị. Invest là đầu tư. Investigate là điều tra. Rồi, câu G. Publicize tức là công bố ra công chúng. Họ có thể công bố những cái ví dụ của cái gì mà những cái ví dụ này có thể lừa, dẫn dắt sai lệch những người. Deceptive, chính xác. Quảng cáo mà dẫn dắt sai lệch. Rồi, học cái này xong là nhớ từ luôn rồi, đúng không? Làm đây sao? Câu H. Có một cái official body. Body đây không phải là cơ thể nữa mà là cơ quan. Một cái cơ quan chính thức. Cần phải có cơ quan chính thức để kiểm tra cái gì của những cái tuyên bố mà những người quảng cáo đưa ra. Kiểm tra cái gì của họ? Cái độ xác thực, đúng không? Validity. Vậy khi họ đưa cái đó ra có đúng không? Rồi, một vài những tổ chức chính thức cần phải có cái gì đó để mà họ có thể làm những cái hành động về liên quan đến pháp luật. Authority, đúng rồi, họ phải có quyền lực để họ có thể đưa ra quyết định, đưa ra những cái hành động đó. Câu cuối cùng. Nói chung thì những người tiêu dùng phải có một cái nhận thức, đúng rồi, về cái cách mà quảng cáo, đúng không, hoạt động. Rồi, ok, dễ ha. Xong. Việc có làm vậy không hay là việc làm câu khác? Câu số cuối á. Không làm đúng không? Rồi,
Bài tập về nhà, Unit 7. Học nói, cách chúng ta học nói như thế nào. Bài này khá là thú vị đúng không? Lịch sử, tương tự các bạn nha. Không, bỏ đi. Rồi, điền từ. Các bạn cũng tương tự, các bạn sẽ làm từ 1 đến 20. Rồi, 1 tới 20, bạn nào có thời gian có thể làm hết. Rồi, ủa này nghỉ hè, ủa đâu, nghỉ hè gì đi học rồi mà đúng không? Không, đại học nghỉ hè. Rồi, làm từ câu 1 đến câu 20 trước cả lớp. Các bạn có thể làm, take time các bạn làm ha. Mốt mình sẽ cho dài hơn chút xíu, đủ chưa? Đủ rồi ha, nhớ là bài nha. Rồi, bữa sau mình sẽ sửa bài này, cộng với mình trả bài puffery một chút xíu. Có thể là mình dịch thôi, tại vì mình sẽ để dành cái cuối cùng trả từ 1 đến 10 cho quiz cuối cùng, trước khi mình nhảy qua đề mình thi, mình làm bài đề thi ha, là sau bài 10. Rồi thì giờ coi tiếp, mỗi tuần coi 2 chương. Đủ rồi, tuần sau mới tới chương 7 à. Rồi, ok, bye bye cả lớp nha. Các bạn có câu hỏi gì không? Em ra. Rồi, nếu mình không có câu hỏi thì mình nghỉ nha cả lớp.